Thưa quý vị, quý đầu năm nay, GRDP của thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 6,54%, ước đạt 406.345 tỷ đồng. Đây cũng là mức tăng cao nhất tính từ năm 2020 trở lại đây. Nhìn vào bức tranh kinh tế chung của thành phố 3 tháng đầu năm cho thấy đã có sự khởi sắc. Hiện nhiều hoạt động như xuất nhập khẩu cũng sôi động hơn, doanh nghiệp kỳ vọng những đơn hàng mới sẽ giúp đơn vị mau chóng phục hồi. Tuyển thêm nhân sự để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là một trong những động thái cho thấy sự phục hồi của doanh nghiệp chuyên sản xuất, gia công các mặt hàng, phục vụ cho công nghiệp cao su và vận tải. Đơn vị kỳ vọng tình hình sẽ sớm ổn định như thời điểm 3-4 năm trước. Một số doanh nghiệp thì tăng như cũ, một số doanh nghiệp thì tăng khoảng 5-10%. Riêng doanh nghiệp cao su Đức Minh chúng tôi đó thì đơn hàng đã quay trở lại bình thường như cũ. Và chúng tôi phải tuyển dụng thêm khoảng độ 10% lao động. Dù chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng doanh nghiệp ngành dệt may này cho biết trong quý 1 năm nay đã có mức tăng trưởng ấn tượng. 3 tháng đầu năm thì chúng tôi đã đạt được 9 tỷ mấy đô và tăng trưởng khoảng 13% so với năm ngoái. Riêng ngành dệt may mà kỳ vọng từ nay đến cuối năm thì sẽ đạt được tăng trưởng khoảng 9,2% là đạt khoảng 44 tỷ đô thì tôi nói có khả năng mà chúng ta kỳ vọng như vậy là chúng ta sẽ thành công. Sẽ đạt được. Con số 6,54% đạt được của GRDP trong quý 1 hứa hẹn để tạo đà cho các quý tiếp theo của năm nay. Tuy nhiên, bên cạnh điểm sáng, nền kinh tế vẫn đối diện với nhiều thách thức. Một trong những vấn đề được các chuyên gia nhấn mạnh là cần có thêm nguồn vốn đầu tư trong các lĩnh vực. Mặc dù là cái tiêu dùng nội địa đang có cái sự kích thích tăng trưởng, nhưng mà đây cũng chỉ là một cái sự kích thích tăng trưởng mang tính chất tạm thời thôi. Còn lại nếu mà mặt lâu dài thì rõ ràng chúng ta phải thấy một cái dòng vốn, một cái nguồn đầu tư về các cái lĩnh vực liên quan đến bất động sản, liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, sản xuất công nghiệp. Đấy, nguồn vốn để cung ứng cho cái sự phát triển lâu dài của thành phố thì nói chung nó vẫn chưa đáp ứng đủ. 379.000 tỷ đó thì phân bổ cho quá nhiều lĩnh vực thì nó vẫn chưa có đủ sức. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn cần thêm thời gian để hướng tới sự phục hồi. Khó khăn được dự báo sẽ tiếp tục, ít nhất đến cuối quý 2 năm 2024. Chúng ta phải tạo ra các cái nền tảng, các cái cơ chế chính sách mà làm sao để thu hút được các cái nguồn vốn với các cái dự án lớn. Và thứ hai là những dự án mà có thiếu chính sách phát triển về công nghệ và chiều sâu. Và đặc biệt là liên quan đến chip bán dẫn, liên quan đến các cơ chế chính sách và gắn với cả những cái thu hút FDI theo cái hướng như vậy. Làm thế nào để cho cái vấn đề giải ngân đầu tư công đó là quý 1, quý 2, quý 3 và quý 4 nó sẽ tăng trưởng theo nhịp độ là 10, 30, 70 và trên 95%. Vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng làm nền tảng cho những cái phát triển khác, dịch vụ ngân hàng này kia đó là những cái bệ đỡ tốt với cái lãi suất là nó phù hợp. Sự chủ động và linh hoạt của lãnh đạo thành phố đã giúp kinh tế thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực. Bên cạnh đó, sự quyết liệt trong việc giải ngân đầu tư công cùng với chính sách tiền tệ nhằm khơi thông dòng chảy tín dụng vào các lĩnh vực trọng tâm được xem là trợ lực lớn, giúp mục tiêu tăng trưởng 7,5-8% sẽ đạt được như kỳ vọng vào cuối năm.